Xin chào tất cả các bạn. Bây giờ là mình đang đi qua cầu Ca Mét nha mấy bạn. Cầu Ca Mét là từ bắt từ quận 1 qua quận 4 mấy bạn. Quận 4 là để mình đi ăn cơm tấm bãi rác mấy bạn. Nghe cái tên nó hơi tế nhị ha. Thì đây là cái cơm tấm cũng khá là nổi tiếng bên quận 4 mấy bạn. Nó nằm phía sau chợ Xóm Chiếu. Bây giờ là mình đang trên đường đi qua đó. Thì bây giờ là khoảng 6 giờ chiều. Còn khoảng 4 ngày nữa là Tết mấy bạn. Mọi người đang tấp nập. Bên tay trái của mình là chợ Xóm Chiếu nè. Đây là chợ Xóm Chiếu nè mấy bạn. Sắp tới rồi ha, bắt đầu mọi người tấp nập. Đó thì cái cơm tấm này nó nằm bên đó, ở phía sau này nè mấy bạn. Phía sau chợ ha. Cô lấy con hộp sườn trứng kho không mỡ hành nha cô. Sườn trứng kho không hành. Dạ. Không hành mà có ăn được chua với cà gì không? Đầy đủ luôn. Với một bịch cơm thêm. Cơm tấm bãi rác sẽ nghỉ Tết vào ngày 27 âm lịch và khai trương lại vào mùng 9 Tết âm lịch nha mấy bạn. Đây là cái tiệm cơm tấm bãi rác mấy bạn. Ở đây thì cô có bán trứng kho, sườn nướng, sườn cọng nướng, rồi ba rọi, chiên, chả, trứng ướp la, bì. Ở đây có cái món mực nhồi thịt kho rất là ngon mấy bạn. Có lạp xưởng, có xíu mại, có chả kho mấy bạn. Rất là đầy đủ đủ món hết ha. Có bán canh luôn, canh khổ qua. Có khi canh khổ qua, có khi canh ốc bò, cà chua mấy Lấy bạn. món ăn đồng chua Rất là luôn. ngon nha. Ok, đây là mình mua cái phần mình mua về nữa các bạn thì là 75 ngàn nha các bạn. Đó, mình mở ra cho các bạn coi nha. Đây. Mình ăn là sườn với lại trứng kho mấy bạn. Đó, sườn trứng kho ha. Ở đây thì người ta ướp thịt rất là ngon các bạn và cũng khá là nổi tiếng ha. Rất là đông luôn á mấy bạn. Giá nó hơi bạn đó mình mua một phần này với lại một bịch cơm thêm là 75 ngàn. Cơm thêm là 5 ngàn nha mấy bạn. Đó, đây là hai bịch nước mắm ha. Hello các bạn, còn đây là món bánh tráng nướng hai chị em ở phố đi bộ Nguyễn Huệ các bạn. Cái này thì là lâu 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 lắm mình mới thử lại ha. Thì bánh tráng nướng này gồm có là thịt băm, ruốc, hành phi, hành lá, bắp và bơ. Nếu các bạn muốn ăn phô mai nữa thì là 20, mà ăn bình thường không có phô mai là 15 ngàn nha mấy bạn, có trứng cút luôn. Đó. Con này sẽ nướng dưới than nha mấy bạn. Có sốt mayonnaise với lại tương ớt.